Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 55. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi, chớ ẩn mặt Chúa cho khỏi nghe lời nài xin tôi. Xin hãy nghe và đáp lại tôi. Tôi xuống sang than thở và rên xiết bởi tiếng kẻ thù nghịch và bởi kẻ ác hà hiếp, vì chúng nó thêm sự ác trên mình tôi, bắt bớ tôi cách giận dữ. Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi, sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi. Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đã giáng trên tôi, sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. Tôi có nói: ôi, chớ chi tôi có cánh như bò câu, ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng. Phải, tôi sẽ trốn đi xa ở trong đồng vắng. Tôi sẽ lật đật chạy đuột khỏi gió dữ và khỏi giông tố. Hỡi Chúa, hãy nuốt chúng nó, khiến cho lộn xộn tiếng chúng nó, vì tôi thấy sự hung bạo và sự tranh giành trong thành. Ngày và đêm chúng nó đi vòng quanh trên vách thành, sự ác và điều khuấy khỏa ở giữa thành, sự gian tà cũng ở giữa thành, điều hà hiếp và sự giả ngụy không lìa khỏi đường phố nó. Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, bằng vậy tôi có thể chịu được. Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, bằng vậy tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bầu bạn tôi, thiết hữu tôi. Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm dịu. Chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời. Nguyện sự chết thình lình xảy đến chúng nó, nguyện chúng nó còn sống phải sa xuống âm phủ, vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó. Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ác sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ác sẽ nghe tiếng tôi. Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận giàn nghịch cùng tôi và ban bình an cho tôi, vì những kẻ chiến đấu cùng tôi đông lắm. Đức Chúa Trời là đấng hằng có từ trước vô cùng, sẽ nghe và báo trả chúng nó. Vì chúng nó chẳng có sự biến cải trong mình, cũng chẳng kính sợ Đức Chúa Trời. Kẻ ác đã tra tay trên những người ở hòa bình cùng nó, nó đã bội nghịch giao ước mình. Miệng nó trơn láng như mỡ sữa, nhưng trong lòng có sự giặc giả. Các lời nó dịu dàng hơn dầu, nhưng thật là những thanh gươm trần. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Hỡi Đức Chúa Trời, kẻ ham đổ huyết và người giả ngụy sống chẳng đến được nửa số các ngày định cho mình. Chúa sẽ xô chúng nó xuống hầm diệt vong. Còn tôi sẽ tin cậy nơi Chúa. Chương 16. Phaolô tới thành Đẹp-bơ và thành Lít-rơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con có một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Grec. Anh em ở thành Lít-rơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phaolô muốn đem người theo, bởi có những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phaolô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Grec. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép. Bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Troas. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy. Có một người Macedon đứng trước mặt mình nài xin rằng: hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Vậy,
chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó. Rồi người ép mời vào. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng, những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly đi, thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Chương 14. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói cùng hai người rằng, chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng này? Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng, chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ê-díp-tô đi.
Môi-se và A-rôn bèn sắp mình xuống trước mặt cả hội dân Israel. Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê là hai người trong bọn đi do thám sứ bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Israel rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta, chớ sợ chi. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này. Nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó. Ta sẽ giáng cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: dân Ai-díp-tô có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân này ra khỏi họ và có thuật điều đó cho dân xứ này. Ôi Đức Giê-hô-va, người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân này. Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy. Trụ mây Chúa ở trên dân này và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào xứ mà Ngài đã thề ban cho. Bởi cớ đó Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. Và bây giờ tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng. Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ai Cập đến đây. Đức Giê-hô-va đáp rằng: ta đã tha như lời ngươi xin, nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ai Cập và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. Dân Amalek và dân Canaan ở trong chủng, ngày mai các ngươi hãy trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ 20 tuổi sắp lên, là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê và Giô-suê con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi, rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. Còn những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong 40 năm và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi, cho đến chừng nào thây của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi. Ta, Đức Giê-hô-va đã phán, ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng hung dữ này đã hiệp lại nghịch cùng ta.
chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng này. Những người mà Môi-se đã sai đi do thám sứ khi trở về có xui cho cả hội chúng lầm bầm cùng Môi-se và có phao phản sứ, những người này đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám sứ, chỉ có Giô-suê con trai của Nun và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê còn sống được. Môi-se thuật lại những lời này cho cả dân Israel, rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. Đoạn, dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng: chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi có phạm tội. Song Môi-se nói rằng: sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va, sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng, vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan ở đằng trước các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp, bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. Nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Môi-se không đi ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống, đánh bại và phân thây dân Israel cho đến Hột-ma. Chương 15. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel rằng, khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng 1/10 ê-pha bột lọc nhồi với 1/4 hin dầu. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng 1/4 hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. Nhược bằng về một con chiên đực, thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng 2/10 ê-pha bột lọc nhồi với 1/3 hin dầu và 1/3 hin rượu làm lễ quán, mà dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhược bằng, ngươi dâng một con bò tơ, hoặc làm của lễ thiêu, hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện, hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng chung với con bò tơ một của lễ chay bằng 3/10 ê-pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu, và dâng nửa hin rượu làm lễ quán. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay là mỗi con dê con. Tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con. Phàm người sinh ra trong xứ phải làm như vậy. Khi nào dâng một của lễ dùng lửa đốt có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi, hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia dùng lửa dâng một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy. Trong hội chúng chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy, sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y một cách như dâng dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn này mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho các ngươi, từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răn này cho và về ngày sau trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi. Nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng tùy theo mạng lệnh
phải dùng một con bò đực tơ dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo, và một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Israel, thì tội hội chúng sẽ được tha, vì là một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình, tức là một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình. Cả hội dân Israel và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội. Nhược bằng chỉ một người lầm lỡ phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái giáp năm làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va. Và khi đã làm lễ chuộc tội cho người, thì người sẽ được tha. Khi lầm lỡ mà phạm tội, thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi, hoặc là người sinh giữa dân Israel, hay là khách kiều ngụ trong dân đó. Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sinh trong xứ hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va, người sẽ bị trút khỏi dân sự mình, vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài, người hẳn sẽ bị trút diệt. Tội gian ác người đổ lại trên mình người. Vả dân Israel đang ở tại đồng vắng, gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. Những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: người này phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá và người chết, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này. Khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.